Sáng nay tại quảng trường Trần Quang Khải, thành phố Rạch Giá diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 9 năm 2021-2022. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Rạch Giá. Diễn ra trong thời điểm ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, kể từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2022, thành phố Rạch Giá đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở tại 12 trong tổng số 12 phường xã, với nhiều môn, loại hình thi đấu phong phú, thu hút trên 2.000 vận động viên tham gia, trên 10.000 lượt cán bộ, hội viên và người dân đến xem và cổ vũ, đồng thời lan tỏa rộng rãi tinh thần thể dục thể thao đến đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố. Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng từ các cái phường xã đến các ngành, cũng như là toàn bộ cái lực lượng về văn hóa thể thao cũng như là truyền thanh, để làm sao thực hiện tốt cái nội dung kế hoạch cũng như là cả chương trình mà đại hội đã đề ra trong cái lễ khai mạc. Và có thể nói là 12 phường xã đã tổ chức thành công cái đại hội thể dục thể thao, và hôm nay thành phố cũng vậy, cũng đã tổ chức thành công cái lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao. Với phương châm khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Rạch Giá lần thứ 9 có 14 môn với 291 nội dung thi đấu, có 565 bộ huy chương vàng, bạc, đồng sẽ được trao cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích tại đại hội thành phố lần này. Đến thời điểm diễn ra lễ khai mạc, 13 trong tổng số 14 môn đã thi đấu hoàn tất, riêng môn điền kinh dự kiến cũng hoàn thành vào ngày 16 tháng 5. Đây là kỳ đại hội thu hút đông vận động viên tham gia nhất từ trước đến nay, với gần 6.000 vận động viên thuộc 19 đơn vị xã phường, lực lượng vũ trang, các cơ quan ban ngành đoàn thể và doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố. Phòng giáo dục Rạch Giá cũng là huy động những cái vận động viên mà có những thành tích trong những cái kỳ đại hội lần trước, cũng như là những cái đồng viên mà vừa mới được phát hiện, rồi cũng là những cái đồng viên mà có những cái thành tích cao rồi để tham gia tập luyện. Thì đợt này thì đoàn giáo dục Rạch Giá đó thì gồm có 102 vận động viên tham gia với là 7 nội dung. Xã Phi Thông đến với tinh thần là rất là vui tươi và phấn khởi, và với 40 vận động viên, cái đoàn diễu hành của mình là 40 vận động viên và tham gia là 5 môn thể thao của thành phố. Thông qua các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao nhằm kiểm tra, đánh giá thành tích phát triển thể dục thể thao các phường xã, các ngành, trường học trong toàn thành phố và chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ 9 năm 2021-2022. Vận động viên từ ở cầu Vĩnh Bảo thì cũng quá trình chuẩn bị cho đại hội thì cũng tập luyện với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, là đem thành tích cao về cho đơn vị. Tổ chúng ta là làm việc theo tinh thần là tích cực, lạc quan và điều hành các trận thi đấu là một cách công bằng, đúng lực để vận động viên yên tâm thi đấu. Đến nay, thành phố Rạch Giá đã đạt gần 37% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, vượt hơn 1,8% so với nghị quyết đề ra. Đại hội thể dục thể thao lần này còn là ngày hội lớn của toàn thành phố, có ý nghĩa thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong xã hội, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần cho nhân dân.